Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị. Dạ ngày hôm nay tôi đang thành phố Fukushima, mới về một chiếc xe thì em Nhân sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái xe mà em Nhân muốn nói đó là Hyundai Accent. Đó, thì nói tới đây thì chắc có lẽ nhiều quý cô chú anh chị mình cũng đặt câu hỏi tại sao em Nhân làm ở Toyota. Ở Toyota thành phố Fukushima thì chuyên cung cấp các dòng xe Toyota mà lại có thu xe Hyundai. Dạ thì xin nói rất rõ là hiện tại Toyota An Thành Fukushima đang có dịch vụ thu xe cũ và đổi xe mới. Tất nhiên là xe mới thì đang kinh doanh những dòng Toyota thôi, nhưng mà đối với xe cũ, xe qua sử dụng, xe lướt thì Toyota An Thành Fukushima sẽ thu tất cả các dòng xe từ Hyundai, Kia, Mazda, Ford đó, thì tất cả đều thu nha cô chú anh chị mình. Cho nên là cô chú anh chị mình có xem được video này mà muốn đổi xe hoặc là bán xe thì xin hãy vui lòng liên hệ với em Nhân nhé. Quay lại câu chuyện ngày hôm nay, đó chính là Hyundai Accent này. Thì cái bản Hyundai Accent này là bản 1.4 AT đó, số tự động, biển là biển số Sài Gòn luôn. Một điều khá là đặc biệt là xe này vẫn là đời 2022 luôn đó, đời 2022. Thì xe này mua từ đầu năm, mới đi được khoảng 6.000 cây thôi cô chú anh chị mình. Trước khi mà đi vô phần nội thất bên trong thì em Nhân xin giới thiệu sơ cái phần thiết kế bên ngoài cũng như là những trang bị mà có ở bên ngoài. Thì cô chú anh chị mình cũng thể nhìn thấy không, cái đèn này được độ lại nè, đèn bi led nè, nguyên bản nó chỉ là đèn halogen thôi. Đó, đèn gầm cũng bi led, mặt thiết kế cũng ga lăng được mạ chrome, nhìn cũng rất là sáng. Cái này là bản mới nhất rồi, bản 2022 rồi. Thì cái hiện tại bên Hyundai đang kinh doanh cũng là cái phiên bản giống như vậy thôi, cũng không có gì khác hết. Đó, thì ở đây thì được dán phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy không ạ. Màu đen tạo cái cảm giác riêng tư, kín đáo và mát mẻ. Nó sẽ chống cái tia UV, tia cực tím đó, bảo vệ da của chúng ta. Có được trang bị viền che mưa đây à, viền che mưa à, một cái màu đen. Và ở đây cũng cái bánh mâm cũng rất là ấn tượng của chú anh chị mình à, được thiết kế. Đây là phong cách của Hyundai sao em Nhân thấy là trên những chiếc xe ví dụ như là Santa Fe hay là kể cả Accent này, thì thiết kế những cái nang của bánh mâm rất là to, nhìn cảm giác rất là khỏe khoắn. Và sơn một cái màu cũng rất là đẹp nha. Được trang bị 4 thắng đĩa cũng đầy đủ rồi, nó cũng giống như Vios. Và ở đây phía cốp đây thì cũng được trang bị cái nẹp chống chày cốp, màu cũng rất là bắt mắt nha. Đây là gọi là màu titanium à, màu một cái màu xám khói rất là đẹp. Không, em Nhân không biết chính xác là cái màu gì nhưng mà thấy nó đẹp. Dạ. Yeah. Màu đen ha. Accent, bản này là bản 1.4 số tự động. Thì Accent nó có tới em nhớ không lầm là tới 4 bản lận. Thì cái bản này nó chỉ thua cái bản Accent đặc biệt thôi. Này cũng gọi là Accent cao cấp rồi. Dạ. Yeah. Còn hai bản kia là số sàn. Đó là một cái dòng xe đi ngoài một vòng xe ở ngoài thì cô chú anh chị mình cũng có thể đánh giá sơ bộ. Tất nhiên là mua xe cũ thì em Nhân xin nhắc lại là cần phải lên trực tiếp mình coi trong đó cho nó rõ ràng. Dạ thì thuận mua vừa bán thôi cô chú anh chị mình. Dạ tiếp tục thì em Nhân sẽ vào bên trong để giới thiệu tiếp cho cô chú anh chị mình nha. Em Nhân đang ngồi trong cái khoang lái, ghế lái của chiếc Hyundai Accent này thì cũng khá là rộng rãi nha. Thì nó cũng giống na ná như Vios thôi, nhưng mà một cái điều đặc biệt em Nhân thấy ở đây là phân khúc B nhưng mà có cửa sổ trời luôn cô chú anh chị mình. Nó là một trong những dòng xe hiếm hoi ở phân khúc B mà có cửa sổ trời đó, cho anh chị thích một cái không gian thoáng đãng. Dạ, được thiết kế màn hình trung tâm, vô lăng cũng có được bọc vô lăng, cầm cũng rất là chắc tay. Còn về nội thất đó, thì được trang bị ghế da nè, hai tông màu thì còn rất là mới. Ở hình ảnh của chú anh chị mình cũng có thể nhìn thấy trên màn hình. Đó, thì đường chỉ nè, với lại cái ghế, cái foam ghế thì nói chung là nó chưa có dấu hiệu của việc sử dụng lâu dài, tại vì xe này là xe 2022 từ đầu năm thôi. Dạ. Một cái điều đặc biệt là xe này còn bảo hành tới tháng 2 năm 2025, tức là có thể suy ra là xe này mua được từ tháng 2 2022 mới đầu năm thôi. Chạy chính xác là 6.796 km. Dạ. Được trang bị chảy sàn nữa nè, chảy sàn thế cũng chỉnh chu đó cô chú anh chị mình. Nếu mà mình mua xe này về, mình chỉ việc mình hoàn tất các thủ tục hồ sơ thôi là mình sẽ sử dụng ngay, cũng không cần thiết phải trang bị thêm một cái phụ kiện hay là một cái đồ chơi gì nữa đâu. Dạ yeah. Ở đây nó cũng khá là chỉnh chu, ngồi cũng rộng rãi thoải mái. Ở đây thì mình có thể mua về mình chạy dịch vụ nè,
hoặc là mua về mình để đi công việc, đi công tác này cũng cũng ổn. Các anh chị trẻ tuổi hoặc là cô chú lớn tuổi mà thích một chiếc xe cũng nhỏ gọn đi trong đô thị thì cũng cũng đây là một cũng là một cái sự lựa chọn tốt đó cô chú anh chị mình. Dạ thì em Nhân xin bật mí cái giá bán của xe này. Thì hiện tại Toyota An Thành Fukushima đang mong muốn bán xe này với giá là 500, khoảng trên 500. Dạ thì con số chính xác thì nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Nhân. Em Nhân sẽ báo con số chính xác tại vì mình còn thương lượng nữa. Dạ thì quay lại câu chuyện xe cũ thì em Nhân muốn nhắc lại là cô chú anh chị mình có nhu cầu mua xe hoặc là đổi xe cũ gì đó, bán xe thì hãy liên hệ với em Nhân. Em Nhân sẽ hỗ trợ, tức là định giá tận nơi luôn. Chỉ cần cô chú anh chị mình hẹn một ngày nào đó thì bên bộ phận xe cũ của Toyota An Thành Fukushima sẽ tới tận nơi xem xét và đánh giá và thương lượng cái giá cả với cô chú anh chị mình. Và đặc biệt cô chú anh chị mình đừng có ngại cái việc mà mình không phải xe Toyota mà mình ngại liên hệ để mình bán xe nha. Thì em Nhân nhắc lại là thu tất cả các dòng xe từ Hyundai, Kia, Mazda, Honda, tất cả đều thu hết nha. Còn xe mới thì chỉ kinh doanh Toyota là đúng rồi đúng không ạ? Dạ. Và cuối cùng em Nhân xin kính chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Và cô chú anh chị mình có xem clip này mà muốn mua xe này thì hãy liên hệ em Nhân nhé. Và đặc biệt đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ em Nhân nha. Dạ xin kính chào ạ.